nha. Hôm nay thì mình cũng tiếp tục trở lại cửa hàng xe máy mới để cập nhật giá xe trên địa bàn mình nè. Hôm nay thì mình đặc biệt là mình gặp Trinh tiếp tục nè. Trinh sẽ báo giá cho anh chị bạn mình những mẫu xe như là tay ga sao nè. Dạ. Ở video clip này Trinh sẽ báo giá dòng xe tay ga cũng như là quay một số màu hiện tại đang có tại cửa hàng nhé. Và đầu clip Trinh sẽ quay cái dòng xe hiện tại bên Trinh đang bán xả kho, bán xả lỗ luôn đó cả nhà. Đó chính là dòng Vario 160, bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo về và bên Trinh có độ lên màu sơn nha cả nhà. Nói chung bản này nếu mà bản CBS cả màu sơn ngôi chỉ ở mức là 38 triệu thôi nha cả nhà. Wow. Rất là rẻ luôn nha mọi người. Đó, cực nên là cả nhà. Đúng đó. Hình như nó bằng đâu có trên nha, 125 em. Đúng rồi, nó ngang giá với 125 luôn á mọi người, tại vì nói chung là bên Trinh đang bán xả kho mà cả nhà. Xe mới 100% nha, không phải xe cũ nha. Bên Trinh chỉ lên màu sơn thôi nhé. Màu này là màu sơn ha. Đúng màu rồi, màu thì màu riêng bên em hết xe rồi. Màu riêng không có còn nữa, màu riêng chỉ còn khoảng chính hãng thôi anh. Màu jean mà bên em chỉ còn bản chính hãng và trên báo giá bản chính hãng luôn. Bản chính hãng đang dao động giá từ 43 triệu cho tới 46.500 tùy theo phiên bản nha cả nhà. Còn màu còn bản mà bản nhập khẩu nguyên chiếc tìm đâu về cả nhà, thấy các bác cắt miễn số hồi trước không? Thì bản này bên Trinh đang bán xả kho, thì nói chung là hiện tại không còn màu jean nữa, chỉ còn màu sơn 3D thôi nha cả nhà. Đó, cả nhà quan sát. 160 động cơ rất là mạnh mẽ các bạn. Dạ, xe mới nha cả nhà, không phải là rẻ là xe cũ đâu, xe mới 100% nhưng mà cả nhà hiểu không? Bây giờ bên Trinh đang bán xả kho cả nhà. Cho nên là giá rất là rẻ luôn. Cái màu này là cũng vậy luôn ha. Đúng rồi. Giá cũng vậy luôn. Dạ đúng rồi, bằng giá nhau. Wow, rất là hấp dẫn các bạn ơi, sốc luôn các bạn. Đó. Đấy, ở phía dưới là còn hai màu ở phía dưới đó kìa. Tí xíu mình quay cho các bạn xem nữa. Dạ, rồi cả nhà quan sát nhé. Đây có 125 sẵn đây mình quay luôn em. 125 này mọi người. 125 bản này là bản 2023 nha mọi người. Bản có cổng sạc điện thoại này, có khóa smart key này. Trên báo giá luôn, hiện tại bản này cả màu sơn luôn bên trên đang bán ra với giá là 40 triệu nha mọi người. 40 triệu 40. Thôi. Đó, so với 160 hình như là nó cao hơn 1 triệu. Dạ đúng rồi, rất là rẻ luôn, 40 triệu nha mọi người. Đó là bản khóa smart key và màu sơn luôn ha. Còn ví dụ bản màu jean thì chỉ có mức là 38 triệu thôi. Và đấy, bản khóa thường là chỉ ở mức là 36 triệu thôi nha cả nhà. Khi mà các bạn mình chưa có nhu cầu mua xe thì dẫn người thân có mua xe được á, thì các bạn dẫn người thân đến thì mình có hỗ trợ hoa hồng không em? Dạ có, bên em có hỗ trợ hoa hồng luôn nha cả nhà. Đó, thì Vario 125 thì ở phía dưới còn khá là nhiều màu mới rồi. Để tí xíu mình quay luôn ha. Dạ đây, rồi. Này, đây bên trên còn hai em Vario 160 này. Đó, hai màu này cũng là màu sơn nha cả nhà. Trinh nhắc lại là xe mới 100% được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo về, bên Trinh chỉ lên màu sơn thôi nhé. Hiện tại thì bên Trinh đang bán xả kho cho nên là giá rất là mềm luôn. Cho nên là ví dụ như ai đang quan tâm mẫu xe này thì nhanh chân lên cửa hàng để rút một em xe về chạy nha. Phân khối 160 rất là khỏe, rất là mạnh luôn ha. Nếu mà bản 160 các bạn mua trả góp thì cần trả trước nhiêu em? Trả trước tầm khoảng 6 triệu là được rồi anh. 6 triệu ha. Dạ. Rồi, bên trong đây là màu này, màu jean hay màu sơn? Màu sơn luôn anh, màu sơn. Màu sơn nhám luôn dạ. Ha. Dạ đúng rồi, sơn quá nhám đẹp luôn. Dạ. Đó, 160 thì các bạn mình cũng biết là động cơ nó rất là mạnh mẽ và cúp xe nó rất là rộng các bạn. Dạ, đúng rồi. Ngồi cũng thoải mái lắm nè. Rồi. Rất là mềm luôn. Rồi, tiếp theo thì cập nhật cho anh đây. Tiếp theo quay cho các bạn xem những cái màu của Vario 125 nè. Rồi, Vario 125 bản cũ này nè cả nhà. Bên trên còn một em này ha, màu tím titan này. Đi với cái mâm kiểu rất là đẹp luôn nha mọi người. Đó. Anh này bản cũ nhé. Anh nào đang tìm kiếm bản cũ thì có thể tham khảo ha. Chiếc này bên trên có thay mặt nạ clip Thái rồi nè mọi người. Ông có cái hai cái tai thỏ. Rồi, tiếp theo nè. Là màu xanh. Tất cả các màu sơn 3D đều bằng giá nhau hết nha cả nhà. Bên trên còn đầy đủ tất cả các màu jean của dòng Vario 125 2023 ha. Rồi. Mình lựa màu nào mình lựa nha các bạn, đồng giá hết. Đây có màu hồng nè. Màu hồng nè cả nhà. Đó. Màu trắng. Ở đây là màu sơn hết em. Đúng rồi. Trắng này cũng màu sơn luôn hả? Đúng rồi anh, màu sơn hết anh. À. Màu sơn. Bản này là bản cũ này. Bản này là bản 2022 này cả nhà. Rất là đẹp luôn. Mình cả nhà mà thích mà lên mũ nhám nữa thì mình xin có hỗ trợ luôn nha. Bản mới không có nhưng mà bản cũ còn. Đấy. 2022 là các bạn không bị dòm dễ biết lắm, nó khác đúng nhau à. Nhìn là biết liền các bạn. Đây. Dạ. À. Đúng rồi, đó. Khác nhau. Rồi, tiếp theo đi. Rồi, bản màu xám xi măng. Đó, cả nhà mua góp chỉ cần đủ 18 tuổi có căn cước công dân, trả trước từ 5 triệu là lên cửa hàng Trinh hỗ trợ lái xe về. Ví dụ như có thêm bằng lái xe hoặc là bảo hiểm y tế công ty cấp thì mang lên cửa hàng để Trinh hỗ trợ làm gói ưu đãi ha, trả trước 40% Trinh nhận hỗ trợ nhận cả về gốc luôn. Ngoài ra khi các bạn lên cửa hàng mua xe bảo có liên hệ trước với Trinh sẽ hỗ trợ giảm 2 triệu trực tiếp về giá xe, Trinh sẽ hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại và kèm theo rất là nhiều phần quà khuyến mãi ha. Cả nhà cùng nhau quan sát và lựa chọn nha. Nếu mà không ưng mẫu nào cứ inbox Zalo gửi mẫu qua, Trinh sẽ hỗ trợ lên màu thuế cho cả nhà luôn.
Rồi các bạn tham khảo màu nè. Nhiều màu đẹp ha. Quá trời màu luôn các bạn ơi. Đa dạng màu sắc luôn. Nếu mà các bạn trong video này quay mà các bạn chưa có tìm được cái màu nào ưng ý các bạn ha. Các bạn có cái màu nào ưng ý hoặc là độc lạ, tem mới lạ gì á, có thể gửi cho Trinh ha. Ở bên Trinh có lên theo cầu các bạn luôn. Cái này là tươi nha, không phải đọc cái đi. Tươi. Đó, cũng rất là đẹp luôn ha. Rồi. Đấy, ngoài ra thì ở dưới phía dưới là còn một lô AB với lại vi sành nữa nè. Vi sành hôm nay cũng màu sơn nhiều đó các bạn. Đây ở đây Trinh có thêm hai em Vario này. Hai em Vario này cả nhà, quan sát. Đó này là Candy nè mọi người. Đó này là Candy ha. Các bạn sẽ ra đó đi. Vi sành hiện tại giá sao em? Vi sành hiện tại giá đang dao động từ 32 đến 37 triệu tùy phiên bản tùy theo màu. Ví dụ ở đây Trinh có màu sơn 3D này cả nhà. Thì màu sơn 3D là 35 triệu bản cao cấp nha mọi người. Bản cao cấp một số khóa smart key luôn, cả màu sơn là 35 triệu. Rồi, ngoài ra thì bên Trinh có đầy đủ tất cả các màu zin rồi nha cả nhà. Cả nhà đang quan tâm không muốn mua màu sơn thì cứ inbox Zalo, Trinh sẽ gửi màu zin qua cả nhà tham khảo ha. Rồi, bên Trinh thì cũng có AB luôn các bạn. Thì các bạn thích cái mẫu xe tay ga nào khác á thì có thể inbox cho Trinh luôn ha. Ngoài xe tay ga thì bên cửa hàng còn rất là nhiều mẫu xe như cung tay nè. Winner, nói chung Winner là kênh mình không thể nào thiếu có dòng Winner này các bạn. Đúng rồi, Winner này cả nhà. Hiện tại thì bên Trinh đang rất là nhiều màu đẹp luôn, đa màu sắc đây cả nhà lựa chọn luôn nha cả nhà. Trinh sẽ up cái video cụ thể về chi tiết từng màu để cả nhà tham khảo ha. Đó, rồi Exciter này mọi người. Đó. Bên Trinh là cửa hàng tổng hợp cho nên là bán rất là nhiều dòng xe và bên Trinh bán trả góp tất cả các dòng xe nha cả nhà. Và trả góp chỉ còn tại trước từ 5 triệu được rồi ha. Đây, Sonic Sachi Rider này, rồi E150 này. Đó, rồi cả nhà. Rồi ở bên này thì Trinh có chiếc mô tô rồi nè mọi người. Có mô tô luôn ha. Mô tô này. Hình như là em này G15 hả? Dạ đúng rồi. G15 2023 các bạn. Đúng rồi, để cả nhà quan sát nhé. Đó, mô tô đó cả nhà. G15 này nếu các bạn có quan tâm thì cứ comment bên dưới nha. Clip sau mình sẽ quay chi tiết các báo giá các bạn luôn. Đó, G15 thì phiên bản mới á. Đây có em quay đây nữa ta. Đây là quay RX bản nhập khẩu nha anh. Nhập khẩu hả? Dạ, chiếc này rất là khỏe luôn nha. Quay RX bản nhập khẩu á. Bản này nhập từ đâu em? Indo anh, nhập Indo về. Indo ha. Dạ đúng rồi. Rồi, các bạn có thắc mắc quan tâm dòng xe nào thì chưa hiểu rõ có thể liên hệ cho Trinh tư vấn thêm các bạn mình nha. Dạ. Thì chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video tại đây các bạn. Dạ rồi, cả nhà đang dự định mua xe thì hãy liên hệ với Trinh nha. Sẽ được hỗ trợ 2 triệu chi phí xăng xe lại và hỗ trợ giảm thêm giá xe nhé. Rồi kèm theo rất là nhiều phần quà khuyến mãi. Inbox Zalo để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn ha. Bye bye cả nhà.